Chúng ta sẽ đi qua tiếp cái dạng toán tiếp theo ha. Đây là dạng toán số 2. Đây là một dạng toán rất là hay ha. Đây là dạng toán về công việc. Vậy nghe đến một công việc thì chúng ta sẽ hình dung ra bài toán này là bài toán như thế này. Bài toán công việc thì con nhớ cho cô về cái phương pháp, về cái cách thức để chúng ta tiến hành chúng ta làm. Thì chúng ta nhớ cho cô một số đại lượng như sau ha. Toán làm chung công việc có 3 cái đại lượng. Nhớ nha, có 3 cái đại lượng tham gia toàn bộ công việc. Thứ nhất, phần việc làm trong một đơn vị thời gian, đó là năng suất. Được chưa? Toàn bộ công việc chúng ta đặt nó là một. Quét xong một cái nhà thì đó là một, đúng không? Quét xong một cái nhà, xây xong một cái nhà, đó cũng là một, đúng không? Rửa xong một đống chén thì đó cũng là một. Hoặc là chúng ta cày cày xong một đám ruộng thì đó vẫn là một. Đó là toàn bộ công việc. Rồi cái thứ hai con nhớ, đó là phần công việc trên một đơn vị thời gian. Đây người ta gọi là năng suất, đúng không? 4 giờ con quét xong cái nhà, hay là con quét xong được cái sân. Vậy thì 1 giờ con quét được bao nhiêu phần cái sân? Vậy là 1/4, đúng chưa? Thì đó chính là năng suất, đúng không? 10 ngày người ta xây xong cái nhà, vậy thì 1 ngày người ta xây được bao nhiêu phần cái nhà? 1/10, đúng chưa con? Đó, tiếp theo đó là thời gian. Thời gian ở đây có thể là ngày, đúng không? Có thể là giờ, có thể là phút, có thể là giây, vân vân. Ở đây chúng ta thấy là năng suất làm việc chúng ta đưa về một đơn vị thời gian, chẳng hạn như là một ngày, một giờ, một năm, vân vân, được chưa con? Tiếp theo, nếu như một đội mà làm xong công việc trong ít ngày, con nhớ câu này nhá, thì một ngày đội đó sẽ làm xong 1/x công việc. Được chưa? Cô đọc rất là chậm chậm, con vừa ghi theo nhé. Rồi nhớ cho cô một cái đại lượng cuối cùng, đó là gì? Chúng ta sẽ xem toàn bộ công việc đó là 1 và tương ứng với 100%. Được chưa? Ví dụ như cô nói là 10 ngày cô lại có thể làm xong được toàn bộ cái công việc. Vậy thì hỏi như là cô lại hoàn trong 5 ngày cô hoàn thành được bao nhiêu phần trăm công việc? Thì con biết là 5 chia 10 là 1/2, đúng không? Vậy là 50% công việc. Được chưa con? Đó. Vậy thì bài toán công việc này là một bài toán rất là cơ bản nha, và cũng rất là quen thuộc với chúng ta. Không có gì đâu. Được chưa nào? Chúng ta qua áp dụng làm bài 32. Được chưa nào? Đây là một bài vòi nước. Hai vòi nước chảy vào một cái bể cạn không có nước. Cái bể này hoàn toàn không có nước. Sau 4/5, đây là ở dạng gì đây? Nó ở dạng hỗn số, đúng không? 4/5 giờ thì đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở vòi thứ hai, thì sau 6/5 giờ nữa thì mới đầy bể. Hỏi nếu ngay từ đầu mà chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể? Ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể? Thì đối với bài toán này con nhớ cho cô vậy thì con nói là nếu như đối với bài toán công việc thì con phải gọi cái gì? Đúng rồi, chúng ta sẽ mặc định cho cô đây là thời gian. Vậy thì đây là câu hỏi về hai vòi chảy cùng một bể và đơn vị của nó là thời gian. Thời gian ở đây chính là giờ. Vậy thì chúng ta sẽ gọi nè, hỏi nè, người ta hỏi cái gì thì chúng ta gọi cái đấy thôi. Đó, đúng chưa? Ý thứ nhất đây, hỏi ngay từ đầu mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể, đúng không? Vậy nếu bây giờ vòi thứ hai mà chảy một mình, đúng không, chỉ duy nhất một mình, thì sau bao lâu mới đầy bể? Vậy thì chúng ta sẽ gọi thời gian vòi thứ hai chảy đầy bể là y. Vậy thì vòi thứ nhất là bao nhiêu? Vậy thì chúng ta phải có mối tương quan, đúng không? Hai vòi, vậy thì bắt buộc chúng ta phải gọi luôn vòi thứ nhất ha. Vậy gọi thời gian vòi thứ nhất chảy đầy bể là x giờ. Vậy thời gian của vòi thứ hai chảy đầy bể là y giờ. Vậy chúng ta có là đơn vị chúng ta xác định được là giờ. Vậy vòi thứ nhất chúng ta ghi nhá, vòi thứ nhất này
là x này, đúng không? Vòi thứ hai là y này, và đơn vị của các con đó là giờ, đúng không? Đơn vị này cũng là giờ. Rồi sau khi con gọi xong thì kèm theo, đúng rồi, chính xác, đó là điều kiện. Điều kiện, điều kiện đó là gì, đúng không? Điều kiện đó là gì? Chắc chắn rồi. Giờ thì không thể bằng không được không con? Nhưng mà nó là dạng phân số được không? Được. 1,5 giờ được không? Được. 1/2 giờ được không? Được. Vậy thì con chỉ cần ghi x y lớn không là được. X y lớn không, đúng không? Nó đừng có cho ra số âm là được, mà nó cũng đừng bằng không là được. Được chưa? Vậy rất là đơn giản. Sau khi chúng ta gọi xong và chúng ta lấy điều kiện rồi, thì bây giờ chúng ta đến biện luận. Biện luận. Cái câu biện luận đầu tiên mà quen thuộc đối với chúng ta đó là cái câu này. Hai vòi đấy, đúng không? Cắt ra ý thứ nhất. Đúng không? Vậy thì câu đầu tiên quen thuộc của chúng ta đó là trong 1 giờ. Trong 1 giờ. Trong 1 giờ thì vòi thứ nhất chảy được bao nhiêu? Câu quen thuộc của các con đó là trong 1 giờ. Trong 1 giờ. Vậy trong 1 giờ vòi thứ nhất sẽ chảy được bao nhiêu bể? Vậy thì sau x giờ thì vòi thứ nhất chảy được đầy bể. Vậy thì sau 1 giờ, đúng rồi, sau 1 giờ thì vòi thứ nhất chảy được 1 phần x bể. Rồi tương tự như vậy, sau 1 giờ vòi thứ hai chảy được 1 phần y bể. Đúng không con? Rồi sau 1 giờ, bây giờ cả hai vòi, đúng không? Sau 1 giờ thì cả hai vòi, đây nhớ nha, vòi thứ nhất, vòi thứ hai, và bây giờ là cả hai vòi chảy được bao nhiêu bể? Hai vòi nè cùng chảy vào một bể cạn sau 4/5 giờ thì đầy bể. Vậy từ hỗn số này chúng ta chuyển về cho cô, dùm cho cô về phân số đi nhở. Nhân lên đúng không con? Nhân lên là 20, 4 × 5 là 20, cộng đây là 24/5, đúng lớp, đúng chưa? Vậy sau 24/5 thì đầy bể. Vậy sau 1 giờ nó chạy được bao nhiêu? Đúng rồi, chính xác. Lấy 1 chia cho 24/5. 1 mà chia cho 24/5 là bằng 5/24 bể. Đó, xong chưa? Vậy từ đó chúng ta thấy rằng từ đây chúng ta thấy có 1 phần x cộng 1 phần y bằng 5/24. Vậy từ cái trong 1 giờ này chúng ta sẽ đẻ ra được một phương trình, được không? Vậy cô là sẽ có 1 phần x này cộng 1 phần y bằng 5/24. Ví dụ như sau 1 giờ cô là quét được 1/4 cái nhà. Con sau 1 giờ con quét được 1/3 cái nhà. Vậy thì cả hai người sẽ quét được bao nhiêu? Đúng rồi, 1/4 cộng 1/3. Đúng không con? Được chưa? Con hình dung chỗ đó chưa? Rồi. Tiếp tục mà được phương trình rồi nha. Được phương trình thứ nhất rồi. Tiếp tục phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai bắt đầu từ cái câu nếu. Nếu mở vòi thứ nhất. Nếu mở vòi thứ nhất. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau. Bắt đầu 9 giờ sau thì mới mở thêm vòi thứ hai. Thêm vòi thứ hai thì sau bao nhiêu giờ nữa mới đầy bể? Có nghĩa là gì ta? Phân tích cái dòng mà cô lại gạch màu vàng nha. Phân tích cái dòng 9 giờ có nghĩa là mở vòi thứ nhất một mình trong 9 giờ. Vậy 1 giờ của nó là 1 phần x bể. Vậy 9 giờ sẽ là 9 nhân 1 phần x. Đó, thấy chưa con? Vậy thì sau 9 giờ thì vòi thứ nhất sẽ chảy được bao nhiêu phần này của bể? Rồi tiếp tục bây giờ. Sau 9 giờ thì mới mở thêm vòi thứ hai. Thì sau 5/6 giờ nữa mới đầy bể. Vậy thì tiếp tục mở vòi thứ hai. Vậy thì vòi thứ nhất có mở không? Có luôn, đúng không? Vậy thì 6/5 con nhân với cái gì? Con nhân với 1 phần x cộng cho 1 phần y. Và kết quả này nó đã đầy bể. Và khi nó đã đầy bể có nghĩa là nó hoàn thành xong một công việc nha. Vậy là bằng số 1. Hoàn thành xong một công việc là số 1. Phải không nào? Vậy cô lại viết bên đây nhá. Bên đây. Vậy chúng ta có 9 này nhân 1 phần x này cộng cho 6/5 này cộng 1 phần x này
cộng 1 phần y này đem bằng 1 này. Đó. Vậy chúng ta đã có phương trình thứ hai. Vậy có phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai rồi thì các con sẽ giải. Đó. Đây là cái công đoạn người ta gọi là công đoạn gì nhỉ? Đúng rồi, phân tích đề. Chúng ta không phân tích được nó thì chúng ta không làm được nha. Nên điều đầu tiên của các con phải là phân tích cái đề. Và nhớ cho cô cái từ trong. Trong 1 giờ đúng không? Vòi thứ nhất chạy được là trong 1 giờ, vòi thứ hai chạy được là bao nhiêu phần của bể? Rồi, trong 1 giờ cả hai vòi thì như thế nào? Đó, đó là cái câu mà các con phải nhớ. Được chưa? Bởi vì cái câu này chỉ nhớ cái này này. Trong 1 giờ, trong 1 ngày, trong 1 năm, trong 1 tháng. Đúng không? Trong 1 phút đúng không? Hoặc là trong 1 giây. Được chưa? Đó là một bài toán liên quan đến công việc. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta làm. Bây giờ cụ thể chúng ta viết cái gì và chúng ta trình bày như thế nào. Thì cái điều đầu tiên trước khi vô làm bài này chúng ta sẽ đổi nha. Điều đầu tiên của các con, các con thấy có cái gì không hợp lý ở chỗ này thì các con đổi ha. Vậy cái điều đầu tiên của ta có là ta sẽ chuyển nó về phân số ha. 4 phần 5 giờ. Đó. Con phải chuyển dùm cho cô qua là 25 phần 24 chứ lớp này. 24 phần 5 giờ. Rồi, xong. Tiếp tục. Sau khi đổi rồi, bước tiếp theo gọi thôi. Đúng không? Gọi cái gì? Gọi cái gì? Gọi. Đúng rồi, gọi thời gian vòi thứ nhất hoàn thành xong công việc, hay là gọi thời gian vòi thứ nhất chảy đầy bể la. Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy đầy bể, chảy đầy bể, đầy bể là x, đơn vị của nó là giờ. Được chưa con? Rồi tiếp tục gọi thời gian vòi thứ hai chảy đầy bể. Đúng rồi, chảy đầy bể một mình nha con. Đầy bể là, đúng rồi, là y, đơn vị của chúng ta vẫn là giờ. Điều kiện đúng không? Bước tiếp theo, điều kiện gọi xong rồi là phải có điều kiện luôn ha. XY lớn 0. Được chưa? Rồi, tiếp dọc đầu dòng thứ hai. Trong trong 1 giờ đúng không? Trong 1 giờ đúng không? Trong 1 giờ. Rồi, ba cái. Trong 1 giờ. Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được bao nhiêu phần của bể? Đúng không? Vậy trong 1 giờ vòi thứ nhất sẽ hoàn thành bao nhiêu phần? Trong 1 giờ vòi thứ nhất đúng không? Chảy được 1 bao nhiêu? Hoàn thành 1 phần bao nhiêu? Hoàn thành 1 phần x bể. 1 phần x bể. Được chưa con? 1 phần x bể. Rồi tiếp vòi thứ hai nha. Hoàn thành. Viết tắt được không con? Hoàn thành. Đừng viết tắt nha. Hoàn thành 1 phần y bể. Đó. Rồi, tương tự như vậy cả hai vòi. Đúng không? Vòi thứ nhất rồi nè, vòi thứ hai rồi, bây giờ cả hai vòi. Cả hai. Hoàn thành, đúng không? Hoàn thành. Bao nhiêu? Lấy 1 chia 24/5 nha. Thì nó sẽ bằng gì? Bằng gì? Đúng không? Bằng gì? Bằng gì ở đây? Đó. Bằng 2 bộ bằng bao nhiêu nhỉ? 5 phần chia nghịch đảo lại ha. 5/24. Đúng không? Vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra được một cái phương trình. Đó là 1 phần x cộng 1 phần y bằng đây nè, bằng 5/24. Rồi, con đặt đây là 1.
chưa? Rồi tiếp tục bê cái dòng thứ hai ra, bê cái dòng màu vàng ra, à đúng không, bê cái dòng màu vàng ra, đó là gì? Nếu lúc đầu mở vòi thứ nhất 9 giờ, xong rồi mở vòi thứ hai 6% nữa thì đầy bể. Vậy thì vòi thứ nhất mở 9 giờ và mở sau đó mở thêm vòi, cả hai vòi đúng không, vòi thứ hai sau giờ nữa, thì con có thể chép nguyên cái lời đó vào để con biện luận ha. Nếu con có thể chép nguyên cái lời ở trong cái mà cô lại gặp đó. Đó, nếu bê hết ra sao hết, nếu thì con cho ra được anh đó 9, được chưa? 9 9 nhân cho 1 phần x cộng cho 6 phần 5 1 phần x cộng 1 phần y bằng 1, đúng chưa? Đặt cái này là 2, được chưa con? Vậy từ 1 và 2 ta có hệ phương trình, từ 1 và 2 chúng ta có hệ phương trình. Cô bê qua đây nha. Giờ chúng ta có thể bê nguyên cái dòng màu vàng mà cô lại gặp đây nè. Đó, chúng ta đưa vào thành cái câu biện luận của chúng ta trong đề nha con. Rồi bây giờ chúng ta đưa qua đây và chúng ta giải. Ta có hệ phương trình. Chúng ta có thể làm gọn lại một xíu ha con ha. Đó là 1 phần x nè cộng 1 phần y nè bằng 5 phần 24. Rồi đây là 9 phần x nè cộng cho 6 phần 5x nữa là ra bao nhiêu hề? Đúng không? Ra bao nhiêu nhỉ? Đúng không? Chúng ta có thể cộng ở chỗ này là một xíu, hoặc chúng ta có thể để như thế này luôn cũng được. Đúng không? 9 nhân 1 phần x cộng cho 9 nhân nha cộng cho 6 phần 5 cộng 1 phần x cộng 1 phần y bằng cho 1. Rồi bây giờ đây là bài toán mà chắc chắn các con phải đặt rồi, đúng không? Đặt ẩn phụ, đặt u bằng nha, u bằng 1 phần x, v bằng 1 phần y. Lúc đó cái hệ phương trình của chúng ta sẽ trở thành cái gì ha? Đó, lúc đó hệ phương trình của các con nó sẽ trở thành như sau nha. Đó là u cộng v bằng 5 phần 24, đúng con? Rồi 9u cộng cho 5 phần 6, 6 phần 5 nha con, 6 phần 5 u cộng v, đúng không, bằng 1. Rồi và các con sẽ giải ra được, giải ra được u bằng bao nhiêu nhỉ? Chính xác, u sẽ bằng 1 phần 12, u bằng 1 phần 12. Còn v thì bằng bao nhiêu? Đúng rồi, v sẽ bằng 1 phần 18. Vậy u bằng 1 phần 12 và v bằng 1 phần 18. Từ đó con sẽ rút ra được x của chúng ta bằng bao nhiêu? Thế lên luôn, đúng không? Thế lên đây nè, lên đây nè, 1 phần 12 nè, 1 phần 12 nè bằng 1 phần x nè, đó, đúng không? Rồi 1 phần 18 nè bằng 1 phần y nè, đúng chưa? Vậy suy ra x bằng, đúng rồi, suy ra x bằng 12 và y của các con bằng mới 18. Vậy chúng ta kết luận rằng người ta hỏi cái gì thì chúng ta trả lời cái đấy. Người ta hỏi là sau bao lâu, hỏi nếu ngay từ đầu mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể. Chúng ta không hỏi vòi thứ nhất nên là chúng ta không cần trả lời. Vậy thì con chỉ trả lời là gì? Nếu ngay từ đầu mà mở vòi thứ hai, đây con trả lời này. Nếu ngay từ đầu mà chỉ mở vòi thứ hai thì sau 18 giờ, thì sau bao lâu, bỏ cái từ bao lâu này nè, bỏ cái từ bao lâu này. Vậy sau 18 giờ, 18 giờ mới đầy bể xong, đúng không? Đừng có suy nghĩ những cái câu lạ đời đâu ra để mà kết luận ha. Thì đến lúc đó là chúng ta chả nhớ, đến khi vô làm không nhớ phải kết luận như thế nào hết, đúng không? Ta lấy ngay cái câu hỏi, đúng không?
Vậy nếu ngay từ đầu mà chỉ mở vòi thứ hai thì sau 18 giờ mới đầy bể hết. Được chưa con? Chúng ta đề cái câu đó làm câu kết luận của chúng ta. Rồi xong như nào? Đó là cái cách mà chúng ta để chúng ta làm một cái bài toán liên quan đến bài toán công việc. Thật ra nó cũng rất là dễ, đúng không? Không khó đúng không con? Rồi chúng ta sẽ đi xem. Nếu như ta biện luận chúng ta giải đây. Đó, chúng ta cũng sẽ gọi ha. Chúng ta có thể trình bày như thế này nha con. Nha. Chúng ta có thể làm như thế này. Ngắn gọn hơn, được không? Bạn nào thích ngắn gọn thì chúng ta làm theo cách ngắn gọn. Còn cô thì cô thích biện luận chi tiết, đúng không? Và chúng ta không có bị gọi là mắc cái lỗi trình bày nha. Còn nếu mà bạn nào thích cô mình thích ngắn gọn, chúng ta thích ngắn gọn thì chúng ta có thể làm cái cách ngắn gọn, được chưa? Đó, chúng ta có thể gọi y, gọi x là thời gian vòi thứ nhất chạy đầy bể, x lớn 0, y là thời gian vòi thứ hai chạy đầy bể và y lớn 0, được chưa? Kèm theo điều kiện luôn, trong 1 giờ cũng là cái từ trong 1 giờ, vòi thứ nhất chạy được 1 phần x bể, vòi thứ hai chạy được 1 phần y bể, đúng không? Cả hai vòi chạy được 5/24 bể. Được chưa? Lấy 1 chia cho 24/5 thì ra 5/24 bể. Từ đó chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình, đúng không? Rồi trong 9 giờ vòi thứ nhất chạy được 9/x nhân lớp nha. 9/x bể. Và 5/6 thì hai vòi chạy được thì chúng ta sẽ có hệ phương trình sau. Chúng ta sẽ có phương trình sau. Được chưa con? Kết hợp phương trình 1 với phương trình 2 thì các con sẽ cho ra được hệ phương trình. Được chưa con? Hệ phương trình. Và chúng ta giải cái hệ phương trình này, đúng không? Cũng bằng cách chúng ta đặt U và V, đúng không? Đặt cách đặt U và V thì các con giải thôi, đúng không? Thì x của chúng ta là bằng 12. Lớp ơi bằng 2 không? Hồi nãy hình như là bằng 8 nha, bằng 8. Lớp nha, bằng 8. Vậy thì nếu ngay từ đầu mà vỡ vòi thì sau 8 giờ sẽ đầy bể. Sửa lại cho cô nhé. Hồi nãy cô giải bị sai. Sai đáp án ha. Là x bằng 12 và y của chúng ta bằng 8. Được chưa? Rồi chúng ta đi qua tiếp cái bài 33. Bài 33 nằm ở trong chương trình sách giáo khoa của chúng ta luôn nha. Bài 33. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 6 giờ. Trong 16 giờ thì xong. Đúng không? Hai người thợ làm một công việc. Đúng chưa? Trong 16 giờ thì xong. Vậy chúng ta có cái giờ của hai người cùng làm rồi. Rồi, hai người thợ cùng làm một công việc nè, trong 16 giờ thì xong. Đúng không? Nếu người thứ nhất làm 3 giờ, đúng không? 3 giờ. Và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng mỗi người thì hoàn thành công việc đó trong bao lâu? Ôi vậy thì dễ thôi, có gì đâu, đúng không? Vậy thì chúng ta cũng sẽ gọi cái gì? Tách ra, tách ý ra ha. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ gọi cái gì? Nếu mà người thứ nhất làm một mình, đúng không? Thời gian mà người thứ nhất này, người thứ nhất, đúng không? Chúng ta tách ra, gọi này, người thứ nhất mà làm một mình nha, thì sau x giờ, đơn vị này là cái gì? Đúng rồi, đơn vị này cũng là giờ, sau x giờ. Sau x giờ sẽ hoàn thành xong. Tiếp tục, người thứ hai cũng là sau y giờ, đúng không? Điều kiện của xy của chúng ta là sao nhỉ? Xy của chúng ta còn chỉ lớn 0 thôi, đúng lớp. Điều kiện xy lớn 0 chứ không thể là bé 0 được, đúng không? Rồi bây giờ trong 1 giờ đây, sau khi gọi xong rồi nè, thì bây giờ cái câu tiếp theo của các con sẽ là trong 1 giờ. Trong 1 giờ. Vậy thì trong 1 giờ người thứ nhất sẽ hoàn thành được 1/x. 1/x gì? 1/x, đúng rồi, 1/x công việc.
đúng chưa? Rồi lại người thứ hai lại hoàn thành là một phần y công việc đó, cứ nhớ như vậy. Rồi bây giờ cả hai người thì sao? À, cả hai người là bao nhiêu? Hoàn thành trong 16 giờ. Vậy cả hai người trong 1 giờ thì bằng, đúng rồi, 1 chia cho 16 công việc. À, vậy thì 1 phần x cộng 1 phần y bằng 1 phần 16. Thấy chưa? Sau khi gọi xong này, đây, gọi và điều kiện. Sau đó đến trong 1 giờ. Đó các bạn nhớ nha, nhớ cái sơ đồ đó nha. Gọi và điều kiện. Sau đó trong 1 giờ. Rồi, cái cuối cùng là bắt đầu từ chữ nếu. Phương trình thứ hai của các con sẽ được sinh ra từ cái từ nếu. Đó, bê hết cái từ nếu này vào. Được chưa? Bê hết cái từ nếu này vào. Vậy cái từ nếu này nó sẽ cho ra phương trình gì? Cái từ nếu này nó sẽ cho bằng chừng gì? Nếu đó, chấm chấm chấm, bê hết vào. 3 giờ, người thứ nhất làm 3 giờ thì 3 nhân cho 1 phần x nha. 3 nhân cho 1 phần x. Và người thứ hai làm trong 6 giờ. Vậy là cộng 6 nhân cho 1 phần y. Được chưa con? Và chỉ hoàn thành 25%, có nghĩa là 25 phần 100. Đúng chưa? 25% là 25 phần 100. Vậy là tương ứng với 1 phần 4, đúng lớp này. Đúng chưa? Chính xác, tương ứng với 1 phần 4. Vậy chúng ta sẽ có 3 nhân 1 phần x cộng 6 nhân 1 phần y, và kết quả của chúng ta là bằng, à, đúng rồi, bằng 1 phần 4. Vậy từ đây, à, từ đây nó cho ra được một phương trình này, đúng không? Là 1 phần x, đúng không? Cộng 1 phần y bằng 1 phần 16. Đó, ra được một phương trình. Và cái này là một phương trình nữa, là hai phương trình. Vậy bài chúng ta xong, tương ứng với ba cái cặp đầu dòng, đúng không? Đầu tiên gọi điều kiện, sau đó trong 1 giờ, nếu chỗ nào có chữ nếu là bê ra nha, viết hết cái từ nếu đó ra là xong. Được chưa? Rồi nào, đó, đây là cái sơ đồ để mà chúng ta làm ra. Được chưa? Bây giờ cụ thể chúng ta giải như sau. Ha. Đó là cái sơ đồ lập luận của chúng ta nhé. Rồi bây giờ chúng ta giải như sau. Vậy đầu tiên cô Lan sẽ gọi cái gì? À, chúng ta sẽ đổi cái 25% thì nó là bằng 1 phần 4. 25% thì tương đương với 1 phần 4 công việc. Nhân con. Vậy thì gọi x là giờ, là thời gian người thứ nhất hoàn thành trong công việc, và x lớn hơn 0. Tương tự như vậy, gọi y là giờ thời gian người thứ hai hoàn thành xong công việc, đơn vị của chúng ta vẫn là giờ, và điều kiện của chúng ta là y cũng lớn hơn 0. Được chưa con? Rồi trong 1 giờ, trong 1 giờ. Đó, cái câu của chúng ta là trong 1 giờ. Vậy trong 1 giờ, người thứ nhất hoàn thành được 1 phần x công việc, người thứ hai hoàn thành được 1 phần y công việc, và cả hai người sẽ hoàn thành được 1 phần 16 công việc. Đúng không? Vậy thì trong hai người này cùng làm việc trong 16 giờ thì trong 1 giờ sẽ hoàn thành được 1 phần 16 công việc. Vậy chúng ta có 1 phần x cộng 1 phần y bằng 1 phần 16, thì chúng ta sẽ ra được cái phương trình tiếp theo. Rồi tiếp tục cái từ nếu của chúng ta sẽ có phương trình thứ hai. Từ cái phương trình 1 và phương trình 2 thì các con đưa ra cho cô một cái hệ phương trình. Được chưa con? Vậy chúng ta có 1 phần x cộng 1 phần y bằng 1 phần 16. Được chưa? Và 3x, 3 phần x cộng 6 phần y bằng 1 phần 4. Hoặc con có thể viết tách ra như thế này. Được chưa nào? Vậy thì giải cái hệ phương trình này bằng cách đặt ẩn phụ thì con sẽ tìm ra được x bằng 24 và y bằng 48. Vậy nếu như mà làm riêng công việc thì người thứ nhất sẽ hoàn thành sau 24 giờ, và người thứ hai sẽ hoàn thành sau